quý vị, ngay sau khi nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được ban hành, thành phố đã nhanh chóng vào cuộc triển khai các nội dung. Trong đó, thành phố đã tận dụng ngay các cơ chế đặc thù để phát triển về hạ tầng giao thông. Trong đó, nghị quyết 98 sẽ cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được làm BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao trên các tuyến đường hiện hữu. Các dự án BOT trên đường hiện hữu khi hoàn thành sẽ giúp phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh, phục vụ nhu cầu đi lại ngày một tốt hơn cho người dân. Điều này cũng góp phần tác động tích cực tới đời sống xã hội, phát triển kinh tế. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, ngày hôm nay chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Vận tải Việt Đức, Trường Đại học Việt Đức. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa ông, hiện tại thì chúng ta có thể nhìn thấy được thực trạng giao thông tại Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều tuyến đường xuống cấp, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại một cách tốt nhất cho người dân. Và mới đây, ngay sau khi nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được ban hành, thì cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được làm BOT, tức là xây dựng, kinh doanh, chuyển giao trên các tuyến đường hiện hữu. Thì ông có đánh giá như thế nào về vai trò của hình thức này trong việc thúc đẩy cải tạo, cải tiến mở rộng những con đường xuống cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh, và việc này sẽ tác động như thế nào đến việc phát triển kinh tế xã hội ạ? BOT là một cái phương thức huy động nguồn vốn để chính quyền triển khai các cái dự án về xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, cơ sở hạ tầng giao thông. Thì BOT nó được triển khai ở rất nhiều nơi trên thế giới và cũng khá là thành công. Tại Việt Nam thì trước đây cũng đã triển khai khá nhiều các dự án BOT trong đặc biệt là trong lĩnh vực về giao thông, năng lượng. Thì gần đây, những năm gần đây thì do một số cái bất cập trong quá trình quản lý các cái dự án BOT nên là các dự án BOT được loại ra khỏi trong các cái hình thức của đối tác công tư PPP bởi Quốc hội. Tuy nhiên thì đối với Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội thì những cái năm gần đây dưới cái sức ép của cái gia tăng về phương tiện dẫn đến là ùn tắc giao thông gia tăng. Tốc độ tăng trưởng của phương tiện là từ 10 cho đến 15% một năm. Trong khi đó tốc độ tăng trưởng của hạ tầng đường bộ chỉ khoảng 1 đến 2% một năm. Như vậy thì cái khoảng cách giữa phương tiện và hạ tầng ngày càng xa nhau, dẫn đến là cái tình trạng ùn tắc giao thông ngày càng gia tăng. Trong khi đó thì cái nguồn vốn của thành phố rất là hạn chế, và do vậy thì thành phố cần phải tìm các cái nguồn vốn mới để mà tăng cường cái đầu tư vào hạ tầng giao thông, để giải quyết các cái nút thắt về hạ tầng, để mà phát triển cái hệ thống giao thông công cộng của thành phố để đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai. Thì với cái nghị quyết 98 đã cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được triển khai trở lại các cái dự án BOT để mà giải quyết cái vấn đề về thiếu vốn và để hoàn thiện cái cơ sở hạ tầng giao thông của thành phố. Thì tôi cho rằng là cái dự án BOT, các dự án BOT nằm trong cái khuôn khổ của nghị quyết 98 là một trong những cái giải pháp cấp bách, những cái giải pháp trong ngắn hạn và trung hạn mà thành phố cần phải gấp rút triển khai, bởi vì cái thời gian cho phép của nghị quyết 98 là chỉ có 5 năm thôi. Không phải ngẫu nhiên mà trước đây nghị quyết 437 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không cho phép triển khai BOT trên đường hiện hữu. Bản thân các dự án BOT trước đây cũng gây ra khá là nhiều tranh cãi, nhiều người cho rằng thiếu hiệu quả. Và ngoài ra thì nhiều tuyến BOT còn gây ra sự bức xúc và mất niềm tin cho người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Đến nay khi nghị quyết 98 cho phép Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện trở lại hình thức này, thì theo ông đâu sẽ là những bài học kinh nghiệm để chúng ta có thể áp dụng vào việc thực hiện các dự án BOT trên đường hiện hữu sắp tới đây ạ? Từ trong cái kinh nghiệm của quá khứ thì cần phải giải quyết 4 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là các cái dự án BOT này á, thì cái công tác giải phóng mặt bằng là cần phải làm nhanh và làm gọn. Để làm được cái việc này thì thành phố cần phải tách cái dự án giải phóng hạ tầng ra khỏi cái dự án đầu tư về hạ tầng. Đầu tư về hạ tầng thì là tư nhân và nhà nước cùng làm, với cái quy định là vốn của nhà nước không quá 50%, thì cái đó tôi nghĩ là ổn. Nếu như mà chúng ta tách cái giải phóng mặt bằng ra khỏi cái dự án và nhà nước sẽ dùng ngân sách của thành phố
trong cái khuôn khổ nghị quyết 98 thì cho phép Hội đồng Nhân dân được thông qua cái các cái giải pháp, các cái nghị quyết để mà cho phép Ủy ban Nhân dân thành phố sử dụng cái ngân sách của thành phố được giữ lại để mà giải phóng mặt bằng. Thì thành phố cần phải triển khai sớm cái giải phóng mặt bằng này, giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư, thì nó sẽ giúp cho nhà đầu tư cảm thấy phấn chấn hơn. Cái rủi ro trong việc chậm tiến độ nó sẽ được giải quyết một cách cơ bản. Đấy là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai là vấn đề về dự báo nhu cầu và xác định cái mức phí phù hợp. Thì bởi vì là các cái tuyến đường ở trong thành phố nó nằm trong cái mạng lưới, và nguyên tắc là nó sẽ có các cái tuyến đường thay thế, cho nên là cái công tác dự báo phải tính được cái hành vi vừa lựa chọn tuyến đường và cái ảnh hưởng của ùn tắc giao thông ở các cái địa điểm khác trên mạng lưới lên cái tuyến đường mà mình thực hiện BOT. Thì cái công tác nghiên cứu dự báo nhu cầu phải làm rất tốt, phải làm rất chu đáo, và cũng phải có khảo sát cái khả năng chi trả của người dân để mà xác định cái mức phí mà người dân sẽ chi trả. Cái ý thứ ba nữa đấy chính là việc lựa chọn các cái tuyến đường phù hợp để triển khai BOT trong cái giai đoạn 4-5 năm tới. Thì theo tôi là hiện nay Sở Giao thông Vận tải đã khuyến nghị với Ủy ban Nhân dân thành phố là chọn 5 cái tuyến đường, đều là những cái tuyến đường huyết mạch nằm ở các cái cửa ngõ của thành phố. Tôi cho rằng đấy là một cái giải pháp khá là đúng đắn. Nhưng mà chúng ta phải hình dung như này: khi đi vào cửa ngõ được giải quyết rồi thì cái khu vực trong trung tâm nội đô của thành phố nó cũng vẫn xảy ra ùn tắc. Để giảm thiểu ùn tắc thì làm sao để đi từ quận này sang quận kia mà không phải đi bằng những tuyến đường thường ở trên mặt đất. Thì chúng ta đã có cái quy hoạch về các cái tuyến đường trên cao, thì cũng nên đưa các cái tuyến đường trên cao vào để mà triển khai luôn dự án BOT, tạo thành một cái mạng lưới liên hoàn, cho nên là người dân có thể đi từ cửa ngõ phía Nam sang phía Bắc mà không cần phải đi lòng vòng. Và như vậy nó sẽ giúp cho giảm được ùn tắc giao thông của thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ ở cửa ngõ mà ở trong cả phần nội đô. Đấy là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là công tác tuyên truyền vận động người dân. Thì để đảm bảo tốt cái này ấy, thì chúng ta phải nghiên cứu đánh giá đầy đủ về những cái lợi ích của cái việc thực hiện này, và làm công tác truyền thông một cách bài bản đối với người dân, những người đi đường nói chung, và đặc biệt là những cái người dân, những cái cư dân mà nằm dọc ở cái hành lang của cái tuyến đường và triển khai dự án BOT. Để người dân đồng thuận thì chúng ta phải phân tích những đối tượng nào là được giảm phí, những đối tượng nào được miễn phí. Ví dụ như là những cái người dân mà nằm ngay ở trên cái tuyến đường đó, người ta phải đi lại hàng ngày để đi đưa con đi học hoặc là thì chúng ta phải có cái sự phối hợp với chính quyền để làm sao xác định những cái đối tượng này là những cái đối tượng mà có thể được miễn phí, và phải cấp cái phù hiệu hoặc là cấp những cái vé, những cái thẻ đặc biệt cho người ta để người ta sử dụng. Xin cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, thời lượng dành cho chuyên mục Nhận định đến đây cũng đã hết. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Ý kiến bạn đọc.